Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng JDBC để kết nối cơ sở dữ liệu trong Java. Thì hiện nay hầu hết các cái ứng dụng Java hoặc là các cái framework của nó thì đều dần chuyển sang ORM để làm việc với database. Có thể kể đến như là Hibernate thì được sử dụng rộng rãi. Thế nên là nhiều người có cái xu hướng là dần quên đi JDBC. Thế nhưng các bạn có biết rằng là ở bên dưới Hibernate thì đang sử dụng JDBC để kết nối database và thực thi các cái câu lệnh SQL do nó tạo ra. Rồi chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua một chút về JDBC này trước đã nhé. JDBC hay là viết tắt của cái từ Java Database Connectivity. Nó là một API chuẩn để kết nối giữa ngôn ngữ lập trình Java và các database. Nó là một phần của Java Standard Edition. API JDBC thì sử dụng các cái JDBC driver để kết nối với cơ sở dữ liệu. Về các cái thành phần chính ở trong JDBC thì chúng ta sẽ bao gồm có ở đây đó là Driver Manager. Cái này nó là một class dùng để quản lý danh sách các cái driver. Cái thứ hai là driver. Đây là một interface chịu trách nhiệm xử lý các cái hoạt động giao tiếp giữa ứng dụng và database. Thứ ba là connection. Đây là một interface cung cấp các cái phương thức cho cái việc thao tác với database. Statement cũng là một interface để thực thi các cái câu lệnh SQL xuống database. Thứ năm là result set. Là một bảng dữ liệu mà biểu diễn tập kết quả từ cơ sở dữ liệu trả về bởi các cái lệnh SQL. Cuối cùng chúng ta có là SQL Exception thì sử dụng khi mà chúng ta cần xử lý các cái ngoại lệ xảy ra ở trong database. Tiếp theo là về các cái bước để kết nối database với Java. Bước đầu tiên chúng ta cần ở đây đó là load driver. Bước thứ hai là tạo cái kết nối, tức là tạo các cái connection ấy. Bước thứ ba là tạo câu lệnh truy vấn SQL. Bước thứ tư là thực thi các cái câu lệnh SQL mà chúng ta vừa mới tạo ra. Và bước cuối cùng là đóng kết nối. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi vào thực hiện một cái ví dụ nhé. Trong cái ví dụ này thì mình sẽ sử dụng MySQL. Thì thực ra JDBC các bạn có thể áp dụng được với rất nhiều cái database. Có thể kể như là MySQL này, PostgreSQL này, Oracle, vân vân. Nhưng mà đây mình sẽ sử dụng cái MySQL nhé. Và mình có một cái bảng là Customer. Nó có các cái thông tin bao gồm như là ID này, full name, date of birth, address, email và mobile. Ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn cái database rồi. Bước thứ hai mà chúng ta cần ở đây ấy, đó chính là cài đặt thư viện. Ở đây thì mình đã có tạo sẵn một cái chương trình Java. Và mình sử dụng Maven để quản lý cái chương trình của mình. Thì khi mà bạn sử dụng Maven ấy, thì cái việc mà mình cài đặt thư viện thì mình chỉ cần add thêm hai cái dependency ở đây. Mình có một cái dependency để sử dụng cái JDBC của mình. Và cái dependency thứ hai là đối với cái việc là mình sử dụng cái MySQL Connector Java. Nếu như mà các bạn sử dụng cái database khác ấy, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái dependency khác nhé. Ở đây mình đang sử dụng là MySQL Connector Java này. Sau khi mà mình đã chuẩn bị hai cái thư viện của mình xong ý, thì bây giờ mình sẽ đi vào đó là tạo cái kết nối tới database. Ở đây mình sẽ có tạo một cái class. Mình sẽ đặt tên nó là Connect Database. Với cái Connect Database này ý, thì mình sẽ cần một cái phương thức để chúng ta có thể kết nối tới cái database của mình. Và sau khi mà kết nối xong ấy, thì nó sẽ trả về cho mình cái connection. Thì mình sẽ tạo cái phương thức là public trả về một cái connection này. À, các bạn có thể thấy là cái class connection nó nằm ở trong cái bucket là java.sql. Tên phương thức của mình sẽ là connect. Rồi, ở đây thì mình đầu tiên ấy, thì mình sẽ tiến hành đó là tạo cái đối tượng. Connection này. Đây mình sẽ có là connection con sẽ bằng, để tạo được cái kết nối này thì mình sẽ cần phải sử dụng tới đó là cái driver manager và cái phương thức get connection. Đây mình có là driver manager, nó cũng nằm ở trong cái bucket là java.sql.getConnection. Thì khi mà các bạn thấy gọi tới cái phương thức get connection đây thì chúng ta sẽ cần có ba cái thông tin. Cái đầu tiên là cái URL, cái thứ hai là cái user, tức là username của chúng ta ấy.
Và cái thứ ba là password. Thì ở bên ngoài này mình sẽ tạo ra ba cái bốn cái hằng số cho cái host name này, database name này, username, password của mình. Ở đây mình sẽ có private final string. Đầu tiên là mình có host name. Host name của mình chính là localhost. Tiếp theo cái port. Thì thông thường cái port của cái MySQL ấy, nó thường hay mặc định là 3306. Nhưng mà ở đây mình đã mapping nó sang cái cổng là 8082. Đây, các bạn có thể thấy ở đây là mình đã sử dụng để map, mình sử dụng Docker và mình có mapping nó sang cái port là 8082. Vậy nên là cái localhost của mình ở đây sẽ là 8082 thay vì là 3306. Tiếp theo thì mình cần đó là cái tên của database. String, đây là DB name. Tên database của mình ở đây chính là Customer Manager. Username và password. Username ở đây là Rose. Và password thì hiện tại mình đang để nó là 123. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cần phải tạo cái URL nữa nhé. Đây mình có là private final string URL. Ở đây thì với cái MySQL của mình ấy, thì mình cần có cái đường dẫn như sau. Đầu tiên là GDBC 2.MySQL 2. Hai dấu gạch chéo này. Tiếp theo là cần đó là cái host name của mình, localhost 2.8082. Đấy chính là host name. Và gạch chéo này, thêm một cái nữa ở đây đó chính là cái database name của mình, DB name. Ok, vậy là mình đã tạo xong cái đường dẫn này. Mình sẽ truyền vào đây. Đầu tiên là cái đường dẫn của mình, cái thứ hai là cái user name, cái thứ ba là password. Rồi và nó sẽ yêu cầu mình phải sử dụng cái checkcase để xử lý ngoại lệ trong cái trường hợp mà nó có xảy ra. Cái này mình sẽ copy nó ra ngoài đi. Ban đầu gán cho nó là bằng null này. Đây mình có như sau: con bằng driver manager.get connection và return lại cái connection của mình. Ok, vậy là mình đã tiến hành là tạo xong cái kết nối tới database. Bây giờ mình cần phải test xem là liệu nó đã kết nối được chính xác chưa. Mình sẽ tạo một cái hàm main để mình kiểm tra nhé. Rồi, ở đây đầu tiên mình cần phải tạo cái connect database. Tạo cái đối tượng này trước đã. Connect database. Tiếp theo, tạo tới cái connection sẽ bằng connect database.connect. Gọi tới phương thức connect để lấy ra cái connection của mình. Mình sẽ kiểm tra if cái con của mình là khác null. Thì ở đây mình sẽ thông báo ra là kết nối thành công. Còn trong cái trường hợp ngược lại, tức là cái connection của mình nó đang là bằng null ý, thì mình sẽ thông báo ở đây là thất bại. Và bây giờ chạy chương trình để xem kết quả như thế nào nhé. Okay, vậy là nó đã thông báo ra ở đây là kết nối thành công. Thế tức là mình đã kết nối được rồi này. Trong cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là lấy ra thông tin của toàn bộ khách hàng này. Hay là chúng ta có thêm khách hàng mới, xóa hoặc là cập nhật thông tin khách hàng.